Một đầu đạn nhỏ cũng có sức công phá cực lớn và nhanh hơn vận tốc âm thanh, đó là sản phẩm của súng Dry. Mến chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đón xem những tin tức nóng hổi nhất trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là những nội dung chính sau đây. Điểm danh dàn vũ khí Nga dùng để săn phẳng cơ sở quân sự Ukraine. Sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ khí không thuốc súng. Điểm danh dàn vũ khí Nga dùng để săn phẳng cơ sở quân sự Ukraine. Nga đã sử dụng một số mẫu tên lửa uy lực được khai hỏa từ đất liền, máy bay quân sự và tàu chiến để vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt được Tổng thống Putin thực hiện tại quốc gia láng giềng. Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Quân đội Nga sau đó xác nhận họ chỉ sử dụng những loại vũ khí chính xác nhắm vào các cơ sở quân sự của Kiev và khẳng định các loại vũ khí này không nhắm vào các thành phố cũng như dân thường. Đầu tiên phải kể đến đó là hỏa thần Kalibr. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã mở màn chiến dịch với 30 tên lửa hành trình 3M-14 Kalibr. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại hàng đầu trong biên chế quân đội Nga, được thiết kế để khai hỏa từ tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Kalibr được Nga lần đầu thực chiến năm 2015, thời điểm Nga khởi động chiến dịch can dự ở Syria. Kalibr sau đó được bắn đi từ tàu chiến trên biển Caspian, bay qua không phận Iraq và Iran, trước khi đánh trúng nhiều mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km với sai số chưa tới 3 mét. Kalibr có nhiều biến thể hoạt động tương tự như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trong đó đáng chú ý nhất là biến thể 3M14. Được bắn từ tàu nổi có tầm hoạt động là 2.500 km, mang đầu nổ 400 kg và bay ở tốc độ cận âm. Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GLONASS, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E, kèm theo một hệ thống đo độ cao và khớp ảnh địa hình, giúp nó tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất cũng như mặt nước để tránh radar của đối phương. Hạm đội Biển Đen của Nga sở hữu nhiều chiến hạm có thể triển khai tên lửa 3M14, bao gồm 3 tàu hộ vệ đề án 11356M, 4 tàu tên lửa đề án 21630 cùng 6 tàu ngầm đề án 6363, còn được gọi là lớp Kilo cải tiến. Ngoài ra có các mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Ngay từ ngày đầu giao tranh, Nga đã săn phẳng khoảng 80 cơ sở quân sự mặt đất của Ukraine. Tờ The Drive dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Nga gần như chắc chắn đã sử dụng khoảng 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung để khai hỏa tên lửa vào quốc gia láng giềng. Các máy bay ném bom hạng nặng có thể là Thiên Nga Trắng, Tu-160 và Tu-95MS hoặc Tu-22M3. Trong khi đó, các phi cơ hạng trung có thể là Su-24 và Su-34 thú mỏ vịt. Trong số này, bộ đôi oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160 có thể phóng nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất với tầm bắn lớn, có thể kể tới như Kh-101 và Kh-555. Kh-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, tàng hình, có tầm bắn tối đa là 4.500 km. Mẫu vũ khí này được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, giúp nó có khả năng thay đổi đường bay và mục tiêu linh hoạt. Với động cơ tua bin phản lực TRDD-50A, Kh-101 bay hành trình ở vận tốc khoảng 700 km/h, diện tích phản xạ radar chỉ 0,01 m2, cùng độ cao hành trình chỉ 30 đến 70 m, khiến Kh-101 rất khó bị phát hiện bởi những hệ thống cảnh giới mặt đất. Mẫu còn lại, Kh-555 là phiên bản cải tiến của tên lửa Kh-55, có tầm bắn khoảng 2.000 km. Ưu điểm của dòng tên lửa này là khả năng bay bám địa hình ở độ cao rất thấp để tránh bị phát hiện cũng như bị bắn hạ. Kh-555 được lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh và đầu dò quang điện tử, cho phép tăng độ chính xác tới 5 lần so với mẫu Kh-55 nguyên gốc. Mẫu Kh-555 đủ khả năng mang đầu đạn nổ nặng 450 kg. Dù không mang theo đầu đạn hạt nhân, nó vẫn có thể san phẳng một cơ sở quân sự loại nhỏ hoặc các kho, bãi tập kết, thiết giáp, nhiên liệu. Tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M. Ngoài tên lửa hành trình, Nga được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M nhằm vào các cơ sở quân sự ở Ukraine. Lầu Năm Góc ước tính khoảng 100 tên lửa đạn đạo chiến thuật đã được khai hỏa trong những giờ đầu của cuộc xung đột, xuất hiện từ những năm 1996 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 2006. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander được thiết kế để thay thế các tên lửa chiến thuật Tochka U đời cũ dưới thời Liên Xô với khả năng tấn công chính xác mục tiêu trong tầm bắn từ 50 đến 480 km. Iskander hoạt động theo nguyên tắc bán đạn đạo, có trần bay 50 km và hồi quyển để lao vào mục tiêu với đường bay độc đáo. Iskander sở hữu khả năng tàng hình và phòng thủ chủ động để đánh lừa radar đối phương, biến nó thành một trong những loại vũ khí răn đe hiếm hoi đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới. Mỗi tên lửa Iskander phiên bản đầu có trọng lượng khoảng 4 tấn, dài 7,3 m, đường kính thân là 0,92 m, tốc độ bay trên Mach 7. Với sức công phá, đầu đạn tên lửa Iskander có phiên bản hạt nhân, nhưng thông thường nó được thiết kế để mang theo đầu đạn phi hạt nhân như đạn nổ mảnh, đạn chùm, nhiệt áp, xuyên phá hầm ngầm và xung điện tử. Moscow hiện sở hữu trên dưới 100 tổ hợp Iskander triển khai dọc đất nước và ở vùng Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa Litva và Ba Lan. Nga luôn coi Iskander là một phần của chiến lược răn đe ở châu Âu. Một số nguồn tin còn cho biết, ngoài Iskander-M, Nga đã sử dụng tổ hợp tên lửa hành trình Iskander-K để tấn công cơ sở quân sự của Ukraine trong những ngày đầu giao tranh. Tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn Tochka SS-21 Scarab cũng đã xuất hiện trong những ngày đầu chiến dịch của Nga. Đây là biến thể nâng cấp của tên lửa Tochka đời cũ, được phát triển từ những năm 1968 để thay thế đạn tên lửa chiến trường Frog-7B có tầm bắn khoảng từ 120 đến 140 km. Sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ khí không thuốc súng. Một đầu đạn nhỏ cũng có sức công phá cực lớn và nhanh hơn vận tốc âm thanh, đó là sản phẩm của súng dry, một loại vũ khí khủng khiếp sẽ xuất hiện trên chiến trường trong tương lai gần. Thực tế là kỷ nguyên của vũ khí không thuốc súng đang đến gần, được nhắc đến đầu tiên sau ngày 10 tháng 12 năm 2010, khi Mỹ thử nghiệm thành công súng dry được phát triển bởi BAE Systems với dung tích 33 MJ với vận tốc ban đầu là 2.520 m/giây. Kể từ đó, mẫu thử nghiệm được bắn hơn 10.000 lần. Một số đoạn video đã được đưa lên YouTube. Đã có nhiều ý kiến bàn tán xung quanh việc sản xuất thế hệ đầu tiên của những vũ khí loại này trên chiếc tàu khu trục DDG-1000 Zumwalt. Vận tốc của đầu đạn trong tương lai sẽ tăng lên 5.800 m/giây, tốc độ bắn từ 6 đến 15 lần một phút và tầm chính xác lên đến 370 km. Năng lượng sẽ tăng lên đến 64 MJ và thiết bị sẽ tiêu hao ít nhất là 16 MW. Hoàn toàn phù hợp với lõi năng lượng tua bin ga 72 MW của tàu. Trong khi đó, một đơn vị năng lượng cần để tạo ra một lần bắn của súng dry chiếm lấy một phòng nhỏ trong trung tâm phát triển của Hải quân Dahlgren của Mỹ, nơi các buổi thử nghiệm được tiến hành. Thực tế, chương trình này vẫn chưa được đưa vào quân đội. Nếu dự đoán được cho là phù hợp, súng dry có thể sẽ xuất hiện trong Hải quân Mỹ trong vòng 10 đến 15 năm nữa. Ở Nga, vũ khí dry được phát triển bởi các nhà khoa học từ Statovsky, một nhánh của Viện Hợp tác High Temperature. Họ lựa chọn một con đường khác biệt so với người Mỹ. Nhà sáng chế ra súng dry ở đây quyết định không sáng chế lại con quay và đề xuất một hướng giải quyết ít nhiều liên quan đến đầu đạn pháo để giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng. Vỏ đạn có thuốc súng trong súng dry Asimovic đóng vai trò như một nguồn tạo ra vụ nổ từ. Bên trong súng là một súng khác, một súng nhiệt điện, nơi đạn được đặt vào. Nó khác với súng dry do không có ray và gia tốc có được từ sức ép tạo ra từ sự phóng tức thời plasma nhiệt độ cao. Hệ thống phòng thủ tên lửa bằng Dragon cần ít nhất một thập kỷ nữa mới trở thành hiện thực, nhưng các quan chức Bộ Quốc phòng tin rằng các viên đạn của vũ khí này có thể được sử dụng sớm hơn nhiều. Chúng được lấp đầy bởi các viên Wolfram, cứng hơn bất cứ loại thép nào. Các quan chức cho biết chúng sẽ có giá chỉ từ 25.000 USD đến 50.000 USD, một món hời nếu so với một quả tên lửa đánh chặn giá 10 triệu USD. Với năng lượng điện cần để khai hỏa một khẩu dry gun, nghĩa là ban đầu nó được sử dụng như một loại vũ khí đặt trên tàu. Chỉ có lớp tàu khu trục Zumwalt có máy phát điện với công suất lớn như vậy. Hải quân chỉ đang chế tạo thêm 3 chiếc trong lớp tàu khu trục này. Vì vậy, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu để đưa loại đạn này lên các khẩu pháo hiện tại, trên các loại tàu khác, cũng như cho pháo binh. Hiện tại, khẩu dry gun này vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật trước khi nó sẵn sàng xuất hiện trên chiến trường. Các nhà hoạch định chính sách cũng phải cân nhắc các câu hỏi về địa chính trị. Nga và Trung Quốc luôn xem Dragon hay các tiến bộ khác trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là một mối đe dọa cho cân bằng quyền lực thế giới, bởi vì nó có thể vô hiệu hóa kho vũ khí tên lửa của riêng các quốc gia này. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh Tin Tức Việt. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mời quý vị cùng chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị trên màn hình.